Em học nha, hôm nay là học sang cái phần mới này, chương mới. Thực ra là cái chương này cũng không thật quan trọng lắm với giáo viên, nhưng mà thực được cái này đã chọn nói thì phải nói. Tức là chúng ta sang cái chương nó về cái sâu ký tự ở trong chương Nam đi, là sâu ký tự. Nó một cái bài ngắn ngắn để trong Python. Tức là học những cái nâng cao sâu hơn về về kiểu sâu. Thì chúng ta đã biết là kiểu sâu là trong trong Python là str, nó string. Thì cái kiểu sâu này nó rất là đặc biệt. Thì cái kiểu sâu ở trong bản thân nó là một kiểu dữ liệu đơn, là kiểu dữ liệu đơn và là bất biến. Bất biến giống như là kiểu dữ liệu số nguyên hay là số thực hay là số phức, nhưng đồng thời nó lại là cái kiểu dữ liệu, nó là nó kiểu dữ liệu dạng dãy, nó gọi là sequence, là nó cho phép hỗ trợ là chỉ số, đúng không? Chỉ số này, vùng chỉ số này thì anh nó là slicing. Đấy. Đồng thời nó là kiểu dữ liệu thuộc cái loại là tuần tự, rất quan trọng. Tuần tự. Cho nên là kiểu là khi dữ liệu kiểu sinh là một kiểu đặc biệt, nó nằm giữa một bên bên này là dữ liệu đơn. Còn đây là bên này là cái dữ liệu thùng, là dữ liệu nông, dữ liệu thùng như là tuple hoặc như là list, như là set, là dict. Thì cái string nó nằm giữa hai cái, đúng không? Giữa hai cái. Bên này nó là cái in này, flow này. Đó. Thì nó là số ký tự thật đúng nghĩa. Thì ở trong nó khác với Pascal và C thì nó không có kiểu dữ liệu là ký tự, như vậy là string nó chính là ký tự. Ký tự nó là một kiểu riêng của string. Yeah. Thì với kiểu sâu ký tự thì chúng ta đã biết là trong string là nó hỗ trợ rất nhiều phương thức. Rất nhiều luôn, nó là cái kiểu dữ liệu mà có nhiều phương thức nhất ấy. Ở trong Python thì ta cùng xem một chút. Nhiều quá, đừng đóng mất lại. Tôi gọi lại kia. Đây nhé. Ta khai báo một cái ký tự. Và chúng ta đi ra thấy nó có rất nhiều, nó có rất nhiều nhiều hàm. Rất nhiều luôn. Đó. Rất nhiều hàm. Thì đây đặc biệt đây chúng ta nhắc đến hai cái hàm rất đặc biệt, là cái hàm mà upper và hàm lower. Lower là cái hàm mà là nâng một cái số ký tự lên chữ hoa và xuống chữ thường. Thì ta biết là số ký tự ở trong Python nó hỗ trợ hoàn toàn cho Unicode. Cho nên là chúng ta có thể viết bị là S. D hoa như này là hoàn toàn được. Thì khi chúng ta đưa nó xuống lower như thế này, nó sẽ nó trả lại một cái từ rất hay. Tức là cái thằng rất hay là cái hàm lower và hàm upper này là nó hỗ trợ cho hoàn toàn tiếng Việt. Việc anh em nói gì rồi, tức là chữ D hoa mà ta lower thì nó xuống chữ D thường. Đấy. Bây giờ chúng ta viết chữ O như này, O là O thường của chúng ta và upper nó sẽ lên là O hoa. Cái này rất đặc biệt. Đấy. Thông thường là khi một cái ngôn ngữ lập trình mà nó làm chuẩn cho cái Unicode thì thông thường nó không hỗ trợ cho tiếng Việt. Cái này là không hiểu vì sao nó làm nó khi nó tìm hiểu tiếng Việt hay sao là nó làm những cái hàm rất là chuẩn
cho tiếng Việt. Rồi thì bây giờ tôi trước khi chúng ta đi sang phần khác, tôi nhắc lại các bạn có hai trong cái với swing thời đại, nó có hai cái hàm tôi nghĩ là quan trọng nhất hay dùng nhất. Một là cái hàm split, hai là cái hàm ngược của split là hàm join. Hàm join thì nó ở bên sẽ nó ở bên này hay là ở bên kia. Hàm join đây là cái hàm quan trọng nhất, thì tôi xin nói ngay nhanh như các bạn biết là nó là cái gì nhé. Trong cái phương thức này thì theo tôi cái hai phương thức theo tôi mà hay dùng nhất là phương thức split và cái phương thức gọi là join. Cái này là hai phương thức hay dùng nhất. Thì split là cái gì? Cái split là như này, split là tách một sâu thành dãy các sâu. Tách một sâu thành dãy các cái sâu, thành dãy các cái sâu. Và cái mặc định của nó là cái mặc định là dùng dấu cách, dùng cái space này để làm cái ký tự tách. Đây nhé. Khi mà chúng ta mà tạo ra một cái biến họ tên nào đó bất kỳ này nhé, họ tên này bằng chúng ta có thể gõ sai, có thể gõ rất nhiều cái tự ý như thế này thôi, rất nhiều cái tự trống nhầm như này. Thì cái đó thì họ tên này mà chúng ta dùng lệnh split. Đây, chúng ta đặt một cái nó tạo ra một cái biến mới là thuộc kiểu là dãy và enter ở đây. Thì cái đó cái an chính là tập hợp các cái nó tách là nó bỏ hết tất cả các cái tự trống ở giữa đầu và cuối đi và nó tách ra thành ba cái là họ đệm một tên như thế này. Chứ cái lệnh split này là rất quan trọng. Ví dụ nhé, ví dụ tôi nhập như này, ví dụ tôi nhập số chẳng hạn, nhập bằng 12 cách nhau bởi đâu ấy chẳng hạn, cách nhau bởi dấu phẩy, thì khi đó chúng ta sẽ dùng split mà chúng ta để dấu phẩy thì nó sẽ tách ra các dấu phẩy. Dấu phẩy chỉ là cái tự tách, nó sẽ tạo ra là 12 7 8 8 9 10. Cái này rất hay dùng để khi chúng ta hỗ trợ nhập dữ liệu từ bàn phím một dãy các số hoặc nhập từ một cái file, rất thuận tiện dùng cái hàm split này nhé. Thì bây giờ tôi nói một cái hàm rất quan trọng hay dùng là dùng cái hàm này, chúng ta sẽ tách được tên của một cái tên bất kỳ, chúng ta có thể tách được tên ra nhé. Rất thuận tiện là như sau. Đây tôi làm cái hàm là tách tên. Cái hàm này là gì? Cái hàm này đầu vào của nó là cái họ tên bất kỳ, và đầu ra là tách cái phần tên ra. Thì ta dùng cái hàm split để làm rất là nhanh. Được chưa? Đây tôi làm như sau nhé. Đây tôi biết là A sẽ bằng họ tên và split. Đây. Thì A sẽ là dãy các cái họ tên đầy đủ của phần tách ra, thì bây giờ cái tên đã nằm ở cuối cùng, cho nên nó suy ra là nó sẽ đi return như thế này, nó sẽ return là A của cái phần thưởng cuối cùng của A là len A chỉ 1. Đây, trở về cái này. Chúng tôi biết là tách tên của cái người tên là Nguyễn Phương Mai. Thì nó sẽ tách ra cái đúng tên của nó, nó trả lại chính là ma. Đấy. Chứ cái hàm tách tên là cái hàm này rất rất đơn giản như này thôi. Đấy. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta làm thử một cái chương trình là nhập từ bàn phím lại nhập từ một cái file text, một cái file là gồm tên các học sinh
gồm có n, đầu tiên là gõ chữ n, làm thử một cái file nhé. Đầu tiên là số n, sau đó là n tên học sinh từ một từ đầu đến cuối, mà sau đó chúng ta sẽ nhập vào, chúng ta tách ra cái phần tên ra, tách ra phần tên và phần họ đệm ra, in ra sẽ là tên và họ đệm riêng ra, tách ra làm hai file, hoặc là tách ra tạo ra thành hai dãy, một cái dãy là tên, dãy là họ đệm, chúng ta in ra, ví dụ thế nhé, để làm một cái bài mẫu thôi. Đây, bây giờ chúng ta tạo ra một cái file text, đây, file text là nó tên là nó dạng như là ta nhập vào năm học sinh này, có thể không cần năm học sinh cũng được, có thể không cần n cũng được, chúng ta đề phán là có, đầu tiên là có số n, sau đó là năm dòng, năm n dòng, mỗi dòng là tên người. Đây, ví dụ như là một tập thật luôn, đây là người thứ nhất, người thứ ba, cho đủ 5 người đi nhé, người thứ tư, và người đây là người thứ tư, người thứ năm, ví dụ đây mình đặt tên nhé, vì tôi ghi cái này là tôi ghi cái file này lại vào thư mục của chúng ta hôm nay đấy, là cái file chúng ta là cái file của chúng ta là thư mục nào, đây hôm nay là buổi thứ 9 này, tên file nhé, tên file là danh sách chấm in, và chúng ta chọn kiểu file là kiểu plain text. Đây, plain text đây nhé. Tên file chúng ta là như thế này, đầu tiên là n này, đầu tiên là sau danh sách chấm txt nhé, đó ghi vào cái file đó. Bây giờ chúng ta làm một chương trình là nhập cái tên file này từ nhập tên học sinh từ cái file này, sau chúng ta tách ra làm hai, làm hai mảng, mảng thứ nhất là phần tên, mảng thứ hai là họ đệm, và in ra là tên trước và họ đệm sau. Ví dụ bài của chúng ta là đọc danh sách học sinh, sau đó là in ra tên cộng với họ đệm. Yeah, mà tôi làm là họ đệm, tôi đệm là nằm là sẽ nằm trong hai cái mảng của bộ nhớ nhé. Đây tôi đọc cái bài này mình đặt tên là gì, là bài 1 đi. Đọc danh sách học sinh nhé, 1. Rồi thì tôi làm như sau, đầu tiên tôi sẽ là làm cái lệnh đọc thôi nhé, là fname bằng danh sách chấm txt. Rồi xong tôi có tạo một cái file là open ở đây là fname này, và nhìn cho nhớ lại nhé, không có gì cả, không có viết chữ r ở đây thì cũng được, viết chữ r ở đây là đọc, mở để đọc. Thì chúng ta nhớ thêm một nghĩa là encoding của nó là cái file chúng ta là file chữ tiếng Việt, thì phải có thêm là cái RTF ở đây. Đâu? UTF chứ. UTF-8. Đấy. Nếu không có cái encoding đây thì nó sẽ là mở file text bình thường mà không hỗ trợ ASCII, không hỗ trợ Unicode. Còn chúng ta muốn là hỗ trợ Unicode thì chúng ta đưa thêm cái này vào nhé. Các bạn nhớ là UTF-8 là cái encoding mà cái phần ASCII nó vẫn là một byte, còn phần trên ASCII thì nó phần ngoài ASCII thì nó mở rộng ra theo cái Unicode, hay của thằng UTF-8 là nó tương thích những cái các cái file cũ,
từ xưa đến nay. Đó thì cái đây là cái nhân nên là cái phần F này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc này. À, đọc thì đầu tiên chúng ta dùng N, chúng ta đọc vào N đọc đầu tiên sẽ là in của cái F viết lại. Đọc lệnh đầu tiên, đọc một dòng đầu tiên thì đọc vào thành chữ N luôn. Sau đó chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ tạo ra hai file nhé. À hồi được tôi sẽ đây tôi sẽ tạo đây tôi tạo một cái hàm tách tên để sau này tôi thuận tiện khi mà tên nhé, tách tên cách làm rồi đấy đúng không, từ viết viết a này bằng này họ tên này chấm split này đấy, sau đó tôi return return cái phần tử cuối cùng của a tách tên, tôi làm luôn với tách là tách họ điểm luôn nhé. Đi thơ là đi thơ cái gì thơ a len của a trừ một, đây là phần tách tên đây. Bây giờ tôi làm luôn cái nữa là phần tách họ, tách họ, tách họ đây là cả họ cả đệm đấy nhá, tách họ rồi họ tên tách ra, cái làm giống cái trên kia nhưng chỉ lấy ra cái phần họ đệm thôi. A rất đơn giản, a bằng họ tên chấm split. Rồi bây giờ trả về cái gì, trả về là tôi phải gộp hay là bìa nhé, bìa b b là tôi lấy ra cái gì, b là tôi lấy cái dãy cái mảng dãy a bỏ đi phần cuối cùng thì nó chính là a đúng không, lấy đi phần tử cuối cùng là len, phần cuối cùng là len a trừ một. Đây thì tôi lấy như này thì b chính là gì, b chính là cái dãy là họ đệm, họ đệm. Nếu tôi muốn b trở thành là tôi nối lại thành cái dãy thì tôi làm như sau, thì tôi làm tôi dùng lệnh gì, tôi dùng lệnh join nối lại, nối lại các bạn như là cái lệnh này đúng là dùng lệnh join đây, dùng cái đây là cái kia cái lệnh join là như sau, lệnh join, lệnh join là lệnh join là như sau, tham số của nó là một cái dãy, là một cái dãy, là một cái list các cái sâu chúng ta nối lại và lấy cái sâu này làm cái tự ngăn cách để chúng ta nối cái phần tử của cái họ đệm lại và lấy dấu cách làm là ngăn cách, thì như vậy cái thơ này trả lại chính là cái phần họ đệm, họ đệm, cái phần này là tách tên ra để phần tách họ, họ đệm, tách họ đệm đi cả đệm này, tách họ đệm rồi. Các bạn những cái này làm lần là nhớ mãi nhé. Đây là cái tách tên, đây là tách họ đệm thì như thế này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là đây, sau khi mình đọc anh lấy ra rồi chúng ta sẽ làm, ta sẽ for để chúng ta tạo ra hai cái dãy này, dãy là tên, danh sách tên nhé, bằng rồi danh sách họ đệm, để tôi để tên bình thường tôi dễ họ đệm. Rồi bây giờ for i in range tôi làm đúng n lần, phải ta của n lần, làm đúng n lần thì cái làm như sau, mỗi lần tôi đọc ra từ cái gọi s thì tôi đọc ra rồi f range, mỗi lần đọc ra từng dòng một như thế này, đọc từng dòng một nhé, đọc xong thì tôi lấy ra phần phần tách tên, phần họ đệm, xong tôi đưa vào hai cái này nhé, thì tôi hiệu là tên bằng tách tên này, tách tên s và họ đệm bằng tách họ đệm s
và sau đó tôi đưa vào, thầy giáo lưu được để cho tiện nhé. À, tôi biết là danh sách tên chấm append tên danh sách bọn đệ chấm append bọn đệ. Và đây là xong. À, xong cái phần đọc. À, tôi đóng cái này lại. Đóng cái file lại. Để file. Và bây giờ tôi in ra nhé. For print danh sách học sinh trong lớp là for in range and tôi print là danh sách tên trước nhé, danh sách tên y, sau đó phải danh sách họ đệ y. Đây là chỉ là cái chương trình đơn giản để mà đọc cái dữ liệu. Vì ta chỉ thử xem đúng hay sai nhé. Ta để ta sẽ làm được để xem chữ cái đúng hay sai nào. Đây. Đầu tiên là hai cái hàm đầu tiên đã, hai cái hàm. Hàm tách tên và hàm tách hộ điện. Chúng ta sẽ kiểm tra sau phần này nhé. Đây là phần gì chính đây. Chúng ta đặt cái fname là danh sách là cái bên này đây. Đấy. Và đọc mình F là cái file open đây, mở nó ra này và đọc đúng từ đầu N trước này và N lần đọc cái từ F đọc tiếp vào anh N lần. Một lần như vậy chúng ta tách tên, tách họ và đưa vào, tách tên đưa vào danh họ đấy. Đây là tôi là bằng rỗng này, chúng ta in ra chỉ thử cho đúng hay sai nhé, sai chúng ta ra sẽ phải sửa lại. Lại này. Đây. Hà Mùi Việt thì anh Nguyễn Vân này, Nghệ Dương Văn này, Nội Trương Thị Điệp Bình Trần Văn như vậy chính xác. Là một lần thôi là không phải sai. Chạy được luôn nhé. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy là hai cái hàm rất quan trọng là hàm join và hàm split. Rất quan trọng. Nhé. Hàm split là tách một sâu ra. Nhé. Thì cái cú pháp của nó là như thế này, cú pháp là s và split, và bên trong này là cái ký tự đóng vai trò là gì, đóng vai trò là tách. Đây là cái ký tự dùng để tách. Đấy. Đầu ra phần này trả lại là một dãy, dãy các sâu ngăn cách bởi cái tự tách này. Đó là cái lệnh split. Lệnh thứ hai là lệnh join. Lệnh join là lệnh này, lệnh ngược lại. Lệnh join là như sau, lệnh join là ngược lại là nối một sâu các ký tự thành một sâu. Xin lỗi. Nó nối một sâu và nó một dãy, nó nối một dãy các ký tự, một list các ký tự, đúng không? Là thành một sâu. Thì cú pháp là như sau, cú pháp của cái lệnh join là như sau. Hàng lệnh này rất quan trọng luôn, ta sẽ dùng rất là nhiều, cho nên các bạn chú ý. Cú pháp của lệnh join là như sau, cú pháp nhé. Là đây là cái ký tự nối chấm chấm do dãy s a thì như vậy là nối các cái sâu thành phần của a
sử dụng ký tự nối. Mặc định cái tự nối này là mặc định nó sẽ là dấu dấu cách, thì là các cái phần của A nối lại là bằng dấu cách, chúng ta có thể dùng cái ký tự khác với bằng cách ngang chẳng hạn, nó bằng cái gì đó đúng không? Thì chúng ta cần cần lập trình à, ví dụ chúng ta cần cần lập trình mà nhập vào ba cái tham số là ngày ngày tháng năm, chúng ta cần nối vào. Đấy, thì chúng ta nhập vào cái tệp là cái dãy là dãy 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 t chẳng hạn, dãy t bằng ví dụ dãy t bằng như này nhé, ngày là 12, tháng là tháng 01 và năm là 2022 là như này. Thì chúng ta có nối lại thành một cái mô tả như là dạng là ngày 12 tháng giêng năm 2022, thì chúng ta dùng lệnh này đây, ký hiệu là nối, ký hiệu nối là ký hiệu này, xong chấm join t. Okay. Thì chính cái hàm này này nó trả lại, nó sẽ trả lại giá trị là 12 ngang 01 ngang 2022. Đấy, nó trả lại sâu như thế này. Như vậy là cú pháp của nó là có cái ký tự nối, ký tự nối. Thấy chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ làm lại, mình sẽ dừng lại, chúng ta làm cái bài tập này. Bài tập này là cái tập này rất nhiều học sinh làm, mà trước đây trong cái thi sinh giỏi cũng hay ra cho học sinh ở cái sinh giỏi của cấp trung học cơ sở thôi. Nhưng mà rất nhiều bạn làm sai. Đồ bài như sau. Đồ bài là nhập một danh sách học sinh như thế này. Bây giờ cần sắp xếp lại theo thứ tự từ điển, nhưng mà theo tên trước họ sau. Nhưng mà đặt tên đầu ra phải là anh sẽ lên trước đúng không, sau đó đến Bình, sau đến Hà, sau đến Nghệ với Nội, thì là ta phải gì, Nghệ trước rồi Nội sau. Bây giờ làm như này khó hơn nhé. Đây Bì Nguyễn Vân Anh, đây bây giờ là Vũ Thị Anh. Được chưa? Vũ Thị Anh. Đây nhé. Thì nếu mà hai người cùng là anh cả thì máy sẽ xếp theo anh trước, sau đó mới xếp theo họ. Thì theo họ thì là Nguyễn trước và Vũ sau, đúng không nào? Đó, ví dụ như thế nhé. Bây giờ tìm thêm một ví dụ nữa để cho thấy là đây. Tìm thêm một vụ nữa nhé. Bùi Thị Lan. Bùi Thị An. Đây là Trần Thị An. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp mà người này, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây sẽ là 7. Được. Chúng ta sửa lại như này nhé. Bây giờ chúng ta sắp xếp như này này. Sắp xếp lại theo thứ tự là theo từ điển, nhưng mà theo là họ trước, là tên trước, họ sau. Được chưa? Thì có nhiều cách làm, các bạn có nhiều cách làm. Thì một cách mà học sinh hay làm rất là gì? Là học sinh sẽ tách phần tên ra. Được chưa? Tách phần tên ra và sắp xếp cái này theo cái làm như sau đây. Thông thường là như này, cách làm của học sinh. Vì ở đây đã yêu cầu là được tôi mô tả cách học sinh hay làm là như thế này. Như vậy cái đề bài như sau nhé, cái đề bài của chúng ta này. Đề bài là cho một danh sách học sinh với họ tên đầy đủ cần sắp xếp theo tên trước họ đệm sau. Được chưa? Đó. Thì cái làm là như sau, thông thường như này nhớ là như sau này.
là cái cách làm thông thường học sinh hay làm như này mà là sai này. À, cách làm thông thường là như sau nhé. Chúng ta có một danh sách ban đầu là thực hiệu là danh sách đi, học sinh đi nhé. Danh sách học sinh thực hiệu là A đi nhé. A đi nhé. A đi. À, ví dụ gồm có là A0 này, A1 này, AN-1 đúng không nào? Sau đó thì như sau. Sau đó học sinh sẽ từ cái A này học sinh sẽ tách ra. Cách làm là tách ra một cái mảng thứ hai là mảng tên. Kiểu là T. T0, T1, TN-1. Tách ra. Đây là họ tên đầy đủ này, họ tên đầy đủ nhé. Đây là tách ra phần tên, tách ra phần tên. Được rồi, sau đó là họ sẽ chuyển cái họ này lên trên, tách 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 tên lên trên và lên trên ở trên kia họ đệm và ta sẽ xếp lại đây, mà chúng ta sẽ gộp lại như sau. Gộp lại là ta lấy tên trước, tên này, tên của không này, xong cộng với A0 này, như vậy đây là một cái phần tử, sau đó là T của N-1 cộng với A của N-1. Sau chúng ta sắp xếp theo 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 cái mảng này, này tôi ghi là cái mảng này là mảng phụ nhé, ghi là P nhé. Đấy. Và sắp xếp theo cái P này. Chúng ta làm thử như thế nhé, xem nó sẽ đúng hay sai nhé. Rồi, chúng ta làm thử cái phương án này. Chúng ta để tách tên, để tên lên lên trên thì như vậy nó sắp xếp theo tên trước. Ai chụp tên nó sẽ sắp xếp tiếp theo là họ đệm đây. Cái này là biết này là cảm giác rất đúng, chúng ta làm thử nào. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình nhé. Đây, bìa bài bài số 2. Tôi ghi lại nhé, bìa bài 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 thứ hai là bài là sắp xếp tên học sinh nhé. Sắp xếp tên học sinh. Họ tên học sinh theo thứ tự từ điển Việt Nam ạ. Và chúng ta tách ra theo thứ tự là họ và tên trước họ sau, tên trước sau. Rồi thì đầu tiên chúng ta cứ nhập vào như bình thường nhé. Để tôi nhập vào này, tôi copy cái này ra này, tôi copy cái này ra vẫn vẫn đúng, là tôi chỉ cần phần tách tên chứ không cần họ nữa. Đây, tôi copy đi nguyên như này nhé. Tôi làm sao tôi để nguyên như này, copy sang sau tôi chỉnh sửa sau nhé. Rồi bây giờ bài của chúng ta sẽ không cần là chúng ta tách tên, sau đó chúng ta sẽ gộp tên chứ không phải là tách họ đệm. Chúng ta không cần họ đệm này, chúng ta tên chúng cần rồi, bây giờ chúng ta sẽ gộp họ đệm. Ta làm bài thứ hai, chọn cái này đi. Tôi muốn tách ra, tôi muốn chuyển cái họ lên trên, chuyển cái tên lên trên sang bên trái. Tôi gộp lại def là gộp gộp tên họ đệm, cái dài dần được chưa, họ tên đầu ra sẽ là tách cái tên ra và đưa lên đầu được chưa. Đây tôi lấy cái phần tên tách ra này, phần tên tách ra là tách tên họ tên được chưa. Sau đó tôi gộp trên đầu, tôi return tên cộng với họ tên. Đấy. Đây là phép cộng sâu được chưa. Đấy, như vậy là gộp tên họ đệm, đưa cái tên này lên đầu, tách ra và đưa lên đầu. Rồi bây giờ chúng ta đọc nhá, đọc thì tôi không cần, tôi đưa vào toàn bộ thôi, tôi đưa vào danh sách học sinh đây thôi, danh sách học sinh, danh sách không thôi. Đấy. Này không cần nữa này, đọc và không cần tách tên nhá. Danh sách gốc đây, và bây giờ đây là danh sách đây, tôi là danh sách tín hiệu là phụ nhé, danh sách phụ tem tem và đây như sau.
sau khi đọc vào này, xóa các bạn dừng lại này. Đây, đọc từ đấy nhé. Đây tôi làm cái hàm cho dễ. Làm cái hàm này, dễ. Thôi được, không cần. Nhé, vẫn là cái F với là cái sách này này, vẫn là cái sách này nhé. Sách này là sách học sinh gốc này, cái sách tem là dùng để mà sắp xếp này. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ đọc vào rồi thì sao? Thì tôi làm danh sách, tôi pen S. Như vậy cái S thì đây là toàn bộ họ thi học sinh đưa vào. Còn danh sách nhà, danh sách tem thì tôi sẽ đưa vào như sau. Tôi sẽ đưa vào là tôi tách phần tên đưa lên đầu, chính là gộp họ đệm. Đấy, gộp họ đệm S. Được chưa? Và tôi đóng lại. Vì tôi in thử xem đúng không nhé, tôi in thử xem. Tôi chỉ làm gộp, in này. In thử nhé, for in bên tôi in thử đúng chữ n này. In này, danh sách này, y này, phẩy này, danh sách này, tem này, y này. Đấy, bây giờ tôi ghi lại bài số 2, bài là sắp xếp danh sách học sinh. Đấy, cái này hơi dài một tí các bạn này. Bây giờ tôi chưa xuất hết nhé, tôi chỉ là đọc dữ liệu vào thôi và tôi kiểm tra đọc đúng chưa thôi, sau đó mình xếp sau nhé. Nào, chạy thử nào. Một tên họ đệm. À nhầm, đây là cái lệnh này, lệnh này là lệnh append chứ, chấm ở đây, chấm. Trương Thị Nội, Trương Thị Nội đến nó đưa ra đầu này. Này. Đây, mình xuống dòng là nào nhỉ? Green này. Bình này, Vũ Thị Anh này, đưa anh ra đầu là Trương Vũ Thị Anh à. À, mình xuống dòng như này là vì sao? Là vì như này. Vì cái lệnh này này nó đọc vào, nó đọc vào cả, đọc vào nên đọc vào cả cả dấu nó mà nó bị ấy. Thì đây tôi phải tách, cái đây tôi dùng từ là có cái lệnh là s sweep. Kia phương thức sweep này là phương thức là bỏ tất cả các cái tự thừa ở bên trái và bên phải, strip này. Ví dụ tôi cho s bằng rất dài như này, rất là dài mà có thể có dấu chéo n như này nữa này, thì là s này, strip này là nó bỏ hết đi. Chỉ đến chỗ này tôi phải dùng cái là s strip nó không bị xuống dòng như này nữa. Mình đúng được. Đây, kiểm tra lại nhé. Đấy, như vậy là Trương Thị Nội, Trương Thị Nội. Cái Trương Thị Nội là tên cũ này. Còn bây giờ tôi làm sao này? À, tôi tách cái tên ra và tôi đưa lên đầu. Và tôi sắp xếp theo cái phần 2 này, cái tem này. Sắp xếp theo cái tem này là Hà Bùi Việt, anh Vân Anh, đúng không? Nghệ này Nội. Có hai anh, có hai An. Hai anh nó xếp anh trước, nó xếp mấy anh sau nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp nào nhá. Bây giờ chúng ta dùng lệnh sắp xếp, lệnh riêng của chúng ta thôi để sắp xếp như sau. Chúng ta sẽ sắp xếp đồng thời cái sách tem và cái sách học sinh và cho ta sẽ in ra nhé. Đây là có một thủ tục cho nên nó tiện ở đây nhé. Đây, def sắp xếp. Tôi tổng quát tôi làm cho AB luôn nhé, AB này,
sẽ là gì? Sắp xếp theo theo cả AB nhưng lấy B làm lấy B làm đích, nhưng lấy B làm cái nguồn để mà sắp điểm thứ tự đề bị sắp xếp. N bằng len hai cái là bằng nhau. Tiện tôi gọi cái gọi tôi gọi cái hàm là gì? Tôi gọi cái hàm là chính là cái hàm là A chính là danh sách. Còn B chính là danh sách tem. Đấy. Tôi sắp xếp theo sách tem nhưng mà sách A nó cũng thay đổi theo. Đấy nhé, len này. Len A này. Vậy là mình cứ thuật toán chèn cho nó dễ nhé. Len A nhé. Đây. For i in tôi nhớ mỗi cái chèn là nhiều nhất anh hay dùng đó là từ 1 đến n trừ 1 đúng không? Sau đó là tôi đặt g bằng i, sau đó là y g lớn hơn 0 n khỏi a mà là b, tôi dùng đã đánh là b nhé, bg là sau bg mà lại nhỏ hơn b g trừ 1 thì ta đổi chỗ bg phải bg trừ 1 đổi chỗ bg trừ 1 phải bg và đổi chỗ cả a nữa, tôi muốn đổi chỗ cả a nữa. Tôi, mục đích của tôi là đổi chỗ A, nhưng mà nếu mà thật đổi chỗ A không thôi thì nó sẽ là người họ Bùi sẽ lên chỗ họ Nguyễn, nhiều tôi làm muốn là xếp theo tên trước họ sau, tôi phải dùng cái B này, B là cái so sánh B G phải A G A G chỉ một bằng G chỉ một G vậy là xong với cái sắp xếp. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm như sau. Rồi, thế bây giờ tôi chạy. Không biết ngày tôi bỏ cái này đi nhé, bỏ cái này đi này. Rồi. Bây giờ tôi dùng lệnh là sắp xếp. Đây, sắp xếp cho hai cái. Một là danh sách. Hai là danh sách kèm. Bây giờ tôi in ra. For i in range n, tôi in ra cái thay học sinh của tôi nhé, print danh sách i, danh sách kiểm tra xem nó đúng chứ nhá, đúng là người anh A An là phải lên trước, còn là Nghệ mới ấy là phải đi sau nhé, kiểm tra nó đúng nhá. Đây, chạy thử. Đây này, An trước này, xong đến anh này, Bình này, Hà này, Nghệ Nội, chính xác như vậy, chính xác rồi đấy. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ tôi sẽ làm như này, mà tôi thấy là như cho giờ phút này tôi đây vẫn là đúng hoàn toàn nhé. Tôi xếp theo sinh là theo tên trước họ sau, thì này in ra như này thì là ai mà A sẽ lên trước, ai mà anh sẽ đi sau, xong Bình Hà. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ ra một chỗ mà cái này là sai, thì tôi chỉ ra một chỗ này này. Bút ví dụ mới là sai nhá. Đây là bút ví dụ nhá. Nhé, tôi cho cái người đổi tên họ này là không phải Trần Thị An mà tôi đổi họ là gì, họ là Bùi Thị An, thì về nguyên tắc khi bà An này vẫn phải đứng trên bà Anh, chạy thử xem nhá, xem bà An vẫn đứng đầu sách không nhé.
cho em một chút nhé. À, đây. Lỗi gì nhỉ? 2, 3, 4, 5, 6. Sắp xếp đây. Tra ra lỗi. Vẫn bùi cái ai vẫn trên, vẫn đúng. Vẫn thật được. Đang tìm xem một chỗ sai của nó thôi mà. Thì tôi sẽ sửa lại cho chính xác hoàn toàn bài này. Thì bài này xếp này vẫn bị sai, tức là tôi nghĩ ý định như vậy vẫn bị sai. Vì là cái ví dụ để cho nó bị sắp xếp sai. Hơi khó nhỉ, được. Mà sửa cái viết nhầm này thì bị sai này. Cái viết này bị sai này. Đây. Là sửa cái người anh này thì viết là chữ H hoa này. Sửa cái thì kiểm tra đúng nhá. Cái lỗi này để tôi tìm ra cái lỗi này. Viết H hoa như này thì sẽ bị sai. Sai. Thôi được thôi. Cái bài này tôi dừng lại đây thôi nhé, không đi sâu vào nữa. Cái bài này các bạn về nhà các bạn suy nghĩ thêm xem là cái lời giải này có đúng đúng hay sai nhé, đúng hay sai. Các bạn về nhà suy nghĩ thêm nhé. Theo tôi thì vẫn có một chỗ sai, không thấy được. Nhưng mà chúng ta đã biết là cách chúng ta sắp xếp theo họ trước và theo tên trước và họ sau. Đấy. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả ở trong kia mà đây vì tôi ở trong bài thơ nó có những cái hàm mà là nó có sẵn để ta sắp xếp là rất là thuận tiện, không dùng cái hàm đó để cho các bạn xem nhé. Bây giờ là ví dụ trên trên này nó dễ nhé. Đây tôi lấy ví dụ nhé. Thôi vậy này mình nói sâu quá nữa mà thôi, tôi định nói phần này thật ra phần này rất là hay đấy, phần này là phần nhiều bài tập rất là hay mà thôi vậy, chúng ta sợ tôi sợ mất thời gian mà nó không, chúng ta sang phần sau đi vậy nhé. Thôi tôi sẽ dừng lại đây, tôi định nói thêm một cái nữa thôi, chúng ta dừng lại mà chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là chúng ta chú ý là ở trong một cái ý nữa là ở trong cái phần tiếp theo của cái phần sâu này là cái biểu sâu này, ở trong cái sâu khi chúng ta mô tả một cái sâu bất kỳ nhé, thì nó ở cái độ chế độ bình thường thôi nhé. Cái từ này có thể là như thế này, có thể nhiều cái từ bất kỳ, không cái từ này là các cái từ là Unicode, cái đây là cái chỗ này là chế độ chuẩn Unicode của Python. Thì ở trong chế độ bình thường này này thì ở trong cái show này, trong Python nó có rất nhiều cái từ đặc biệt, cái từ điều khiển thì ta chú ý. Thì ở trong Python thì ở chế độ mặc định thì ở trong một show nó có các cái từ đặc biệt rất quan trọng, ta phải chú ý. Các cái từ đặc biệt nó gọi là các cái dạy thoát. Cái anh đó là escape. Thế là mặc định ở trong Python thì khi chúng ta mô tả một show thì chúng ta phải chú ý là nó có những từ đặc biệt. Cho nên không phải bao giờ khi chúng ta viết một show ra là in ra là nó đúng như vậy.
hạn. Lấy ví dụ như S bằng Hà Nội, xong đây như này, thì đi viết như này nhá, đi viết như này, thì cái dấu chéo N này nó không phải cái từ chéo N, nó là cái từ đặc biệt là đây hitoprin S ra thì nó như thế này, thì nó sẽ là Hà Nội và Việt Nam. Như vậy cái từ này là cái từ là xuống dòng. Chứ cái từ này là cái từ này nó gọi là cái từ thoát hay cái từ điều khiển trong Python. Trong Python có rất nhiều cái từ như vậy, chúng ta phải chú ý, được chưa? Như vậy là các cái dãy thoát ở trong escape nó là như vậy. Ở trong các cái từ escape là dãy thoát ở trong sâu ký tự. Đấy, chúng ta chú ý các ký tự là dãy thoát. Đây, chéo N thì là xuống dòng, khi chúng ta rất chú ý xuống dòng. Khi chúng ta T thì chúng ta tạo cái tab ở ngay sau, ở ngay cái vị trí là khi chúng ta in ra. Đấy, lấy ví dụ như thế nhé. Hay là cái tự này này là cái tự gì tôi không rõ, cái tự này là để hiển thị là để hiển thị cái tự hiển thị ký tự Unicode đặc biệt. Sau N này là cái phần là cái mô tả ký tự Unicode thì nó sẽ hiển thị theo Unicode, cho nên là rất cẩn thận chỗ này. Rồi là sau ký tự U thì là sau đó là đây là các số thì nó là hiển thị ký tự Unicode với mã hex là half. Đây là đủ 32 bit rồi nhé. Nếu mà cái đèn nó là x gì mà đây nó là h thì cái này là mô tả hiển thị ký tự ASCII với mã hex h. Cái này là 8 bit, cái này là 16 bit, cái này là 8 bit nhé, 8 bit. Còn nhiều nữa cơ, nhưng mà đây tôi chỉ nhớ là còn các bạn nếu mà tra cứu những cái bảng nguồn, cái tài liệu gốc của Python thì rất nhiều, thì rất phải chú ý những cái này. Đấy, cho nên là nó rất là khó. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau chú ý nhé. Đây S thì tôi biết là như thế này nhé. Tôi biết là C này, là chéo này, U này, 1, 2, 3 này. Báo lỗi ngay vì là cái chữ U123 nó hiểu đây là một cái ký tự Unicode và nó là lỗi đừng làm như vậy, chuyện rất là khó viết. Thì bây giờ làm thế nào để hiển thị để mà tránh cái này? Đấy, thì cách tránh là như sau, thì có hai cách tránh là như sau. Đây. Cách tránh lỗi khi gặp ký tự thoát như sau nhé. Bây giờ tôi mô tả một loạt các chúng ta chú ý để chúng ta từ lần khi gặp cái điều kiện đó là chúng ta chú ý nhé. Nếu chúng ta muốn mà vẽ cái này thì chúng ta gõ đây là muốn hiển thị
hiển thị. Và đây là gõ, đây là nhập, nhập sâu thì nhập như này, nhập sâu đây. Chúng ta muốn gõ cái từ này là mà là cái từ, là cái từ unicode ở trong trong thì chúng ta gọi này, này. Chúng ta muốn như vậy khi chúng ta muốn gõ đây tôi sẽ nói xong. Giả sử tôi muốn gõ là c 2 chấm chéo, đúng không, một thư mục nào đó, thư mục chẳng như là Hà Nội chẳng hạn, thì làm như nào? Thì tôi gọi là c 2 chấm chéo chéo, hai cái chữ này chính là một, chính là cái ứng cho Hà Nội, đúng không nào? Đây, bây giờ tôi giả sử tôi muốn gõ cái dấu nháy này ở trong ở bên trong lòng một sâu được không? Tôi gõ cái này, tôi muốn gõ cái kiệu này ở trong một sâu, tôi gõ cái này. Đây. Tôi muốn gõ cái tôi muốn gõ cái dấu này thì tôi gõ cái này thì tôi gõ cái này và cái này. Đấy. Đây là một số những cái mẹo chúng ta chú ý nhé khi mà chúng ta dùng mà tôi xem có thể có cái gì nữa không nhé. Đó, chúng ta chú ý một số cái như thế nhé. Đây, ví dụ nhé, bây giờ là tôi muốn đây là gõ C Hà Nội, đây là gõ hai cái này này. Đó. Ví dụ tôi muốn là gõ một cái sâu để mô tả cái để mô tả cái một cái cùng cái đây, ví dụ tôi gõ như S bằng tôi nói, tôi hỏi bạn. Sau đó tôi muốn là dùng dấu nháy, tôi phải chéo nháy như này. Bạn là ai đấy? Bạn là ai đấy? Đấy, đúng không? Xong tôi muốn có dấu nháy thì tôi phải chéo như này. Đấy. Sau đó mới là nháy của tôi. Sau đó mới là nháy như này. Đấy thì được. Thì câu này là S nó chỉ là cái này. Như vậy là trong một cái show của tôi có cả cái nháy nữa bên trong thì tôi dùng cái này. Hay tôi viết một cái là S thư mục cần tìm là C hai chấm chéo, thì muốn có chéo đó tôi thế này là xong, hai chéo sau đó thì lại viết là chéo, thư mục của tôi là thư mục là Việt Nam, muốn chéo nữa sẽ là như thế này, không chụp print ra chứ, tôi phải print ra thì nó mới đúng, print S ra nó mới đúng. Chéo Hà Nội, thấy không nào? Thì rất chú ý cái đó, rất chú ý khi mà ta viết các cái sâu. Thì có một cách khác là để tránh cái chuyện là chúng ta cứ phải nhớ cái này mệt lắm. Thì có cái nào để chúng ta muốn tôi nhập cái nào làm đi ra đúng như thế không? Chỉ có một cách. Tôi có thể gõ tôi unicode bất kỳ nhưng mà tôi bảo đảm tôi gõ như nào nó đi đúng như vậy. Thì có cái nào không thì có. Đây, cái này là như sau. Thì có cách là ta trong Python có một cách nó gọi là ta sẽ nhập một cái nó gọi là nhập nó gọi là sâu thô, nó gọi là raw string. Cái đây gần như là một cái mẹo khi chúng ta tạo nhập cái string mà ta đặt cho nó là chức năng là raw
thì nó thì bảo đảm là nó sẽ hiện trên hình như nào, nó in ra đúng như vậy. Phần mềm sẽ tự động chèn vào các ký tự để bảo đảm rằng là không, nó không, hiện màn hình như thế nào thì đúng như vậy. Thì cách cú pháp là như sau, cú pháp của cái chuyện này là như rất đơn giản như sau. Chúng ta gõ cái từ là R, sau đó nó nháy, xong ta gõ cái sau ký tự, sau ký tự bất kỳ, đóng nháy, enter. Chữ R trước nhé, chữ R này có thể là error hoặc là error hoa cũng được. Chữ R này là raw, là thô, là sâu thô, thì phần mềm sẽ tự động. Thì cái đây là cách thứ hai, là cách này phần mềm sẽ tự động chèn vào đó những cái ký tự mà bảo đảm rằng không bị sai, nó không bị hiện tượng là gặp phải cái tự là cái tự thoát nữa. Đấy. Mình làm như này đây, sửa tôi muốn nhập quyền cái này nhé. Thì làm như này, tôi viết là S bằng, tôi viết R đằng trước, xong dấu nháy. Được. Thư mục chúng ta tha hồ viết C 2 chấm chéo là Việt Nam chéo Hà Nội, tha hồ nhé, chéo 1 2 CC chẳng hạn, xong đánh enter. S đây này, đúng là S. Thực ra tôi sẽ là như thế này, S nó sẽ tự động nó chèn vào cái từ này đấy, chèn vào và chúng ta viết print thoải mái nhé. S nó sẽ chính xác. Cách làm mà chúng ta, đây là cái mẹo thôi, là chúng ta gõ chữ R đằng trước cái tự đó, cái này các cái sau cái tự mà phía trước đặt thêm chữ R vào thì mình gọi nó là raw string, là cái tự là cái tự thô, sau cái tự thô thì phần thì Python nó tự động nó sẽ chèn vào các cái tự để nó ngăn cản cái tự điều khiển, không làm cho số bị rối loạn nữa. Thì đây là cái mẹo rất là hay, cái mẹo này là dành cho những người mà hay dùng thôi. Còn bình thường thì đây là cái mẹo này là thời gian về mặt cú pháp nó chẳng ra gì cả. Mình chúng ta cho cái R của tự nhiên là cho cái R vào trước một cái sâu như này, thì đang về mặt cú pháp của một cái ngôn ngữ là thì nó không hay lắm, nhưng mà nó là một mẹo nhé. Đó. Thì đó là cái phần tiếp theo là nói về cái sâu, về cái tự thoát, cái tự điều khiển trong sâu. Bây giờ sau đó tôi sẽ nói sang phần thứ ba của ngày hôm nay, phần cuối cùng là nói nhanh sơ lược về cái em là cách mà chúng ta tạo khuôn, cho số ký tự. Thật ra là cái số ký tự trong Python, cái phần tạo khuôn nó rất là mạnh luôn, mà đây là nó rất là phức tạp. Tôi sẽ nói lướt qua, không 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 nói sâu vào cái này. Cái tự trong Python chính là nó rất là mạnh. Chúng ta có thể tạo ra những cái bản báo cáo, những cái gì đó thoải mái, chúng ta căn thẳng hàng các kiểu cho một cái văn bản nào đó cần in ra, được chưa? Thì cái lệnh này là gì, là cái lệnh là cho phép chúng ta là in cái sâu ra theo ý muốn của mình, cho nó có nhiều ý nghĩa lắm. Chúng ta có nhiều cái thông cách chúng ta tạo khuôn, nó chúng ta có thể chèn các cái số vào giữa, chèn các cái dữ liệu vào giữa các cái sâu như thế nào đó, đúng không, vân vân, căn thẳng hàng, căn thẳng phải trái. Rồi chúng ta có thể là in ra là giữa vừa ký tự là vừa dữ liệu của chúng ta. Làm thế nào thì tất cả đó nằm, nó gọi là tạo khuôn. Thì tạo khuôn ở trong Python thì nó như sau, tức là tổng quan thì nó có bốn mức, nó có bốn bốn kiểu tạo khuôn, bốn kiểu tạo khuôn sau ký tự. Kiểu thứ nhất là tạo khuôn chuẩn, tôi nói kỹ cái này nhé. Thì em là tạo tạo khuôn chuẩn với cái phương thức format sau số tiền, nó có một phương thức, nó có cái mê tốt là format này rất quan trọng. Đây là chính là cái lệnh tạo khuôn chuẩn mà họ, tất nhiên là Python nó khuyên là người ta dùng dùng cái phương thức này nhé. Cách thứ hai là tạo khuôn
với cái lệnh nhà lệnh lệnh cái lệnh với cái hàm mặc định, cái hàm này là hàm chuẩn, hàm mặc định, cái hàm này hàm có sẵn, hàm mặc định ở trong cái thư vụ, cái hàm này là hàm có sẵn ở trong cái gọi là in in là namespace là chúng ta nói được. Trong cái namespace built-in của format của Python nó có hàm format này. Chú ý cái format này là cái method, là cái method của show. Cái hàm này là hàm có sẵn ở trong trong cái hàm chuẩn của Python, khi mở ra là có sẵn rồi. À, cách thứ ba là chúng ta dùng khái niệm gọi là fstring. Cái này là một cái mẹo nữa để mà tạo nhanh. Và thứ tư là sử dụng cách tạo khuôn của C cũ, cứ thích C cũ, là dùng cái hiệu này này. Cái này là nhiều người quen, dành cho ai mà quen dùng với Pascal hay là dùng quen với C thì ta dùng lại cái này, mà nói chung là người ta khuyên không nên dùng loại này. Được chưa? À, nhưng mà tôi sẽ nói nhanh cả bốn loại này cho các bạn sơ các bạn xem nhé. Rồi, thế thì game đầu tiên là game đầu tiên là cái biểu tổng quát này, đó tổng quát là cái nhất, cái chúng ta sẽ kỹ hơn nhé. Vậy thì cái tổng quát là cái này là cái gì? Cái một là tạo khuôn chuẩn phương thức format là cái gì? Là chúng ta có một cái show s gì bất kỳ, sau chúng ta sẽ dùng cái lệnh format để chúng ta biến cái show này từ một show bình thường trở thành một show là có khuôn dạng. Cái này là cái dùng để tạo khuôn dạng. Tạo khuôn dạng cho show SC sử dụng hàm hay là phương thức sử dụng cái hàm format. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì là cái này, cái phần này trong cuốn sách mà tôi biết cơ bản cũng rất đầy đủ, thì nó nhanh các bạn nhanh nhanh thôi. Thì là cái gì? Bản chất là như này này. Bản chất là như sau, là cái S này của chúng ta là mô tả như là một show bình thường. Show bình thường. Nhưng ở trong đó chúng ta chèn vào những cái show như thế này. Đó. Thì mỗi cái này thì nó gọi cái này là một cái hộp hay là một cái trường phim cái hộp dùng để chứa các cái thông tin tạo khuôn đây nhé. Và các cái trường là đánh số, đây là đánh số là không này, một này, hai, ba, nó có thể trong số này nó có nhiều cái thông tin. Ví dụ chúng ta có một sách học sinh, đúng không? Và có quê quán, thì chúng ta có thể viết một cái show như là S bằng là học sinh cho nó để ở chỗ đây là tên, đúng không? Năm sinh, tôi lấy ví dụ năm sinh như thế này, đóng lại như thế này. Mà chúng ta có hẳn cái file riêng, một cái dãy là dãy danh sách học sinh, đúng không? Dãy này. Cái thứ hai là dãy năm sinh. Ta in ra, ta chèn cái sách này vào đây, chèn cái năm sinh này vào đây, chúng ta in ra được một cái dãy học sinh. Đó, cái ý tưởng của cái này, cái chuyện này là các cái trường, các cái chỗ mà để giữ chỗ để ta tạo khuôn. Đó. Thì muốn tạo khuôn được thì chúng ta gọi SC, chúng ta gõ cái format ở đây và chúng ta gõ cái này. Danh sách như thế này vào, lấy như vậy và cái năm sinh và mình sẽ làm sao chèn cái này vào đây và chèn cái này vào đây, được chưa? Mình lấy ví dụ nhá. Ý tưởng nó chỉ có thế thôi, nó không có gì là quá phức tạp. Đây tôi lấy ví dụ nhá, tôi dùng cái tên là ví dụ nhá, dùng cái tên này Hoàng này, năm sinh này bằng này
2000 lít nhé. Thế bây giờ tôi dùng S thì tôi khai báo là S gì này, học sinh đây, năm sinh, thế nên là một số bình thường đúng không nào? Thế bây giờ tôi muốn là tôi sẽ chèn cái, tôi tạo khuôn cái S để nó vào đúng là cái quang và năm sinh, tôi làm như sao? Tôi dùng S format, format ở đây là tên, ở đây là năm sinh. Đây, tôi sẽ chèn vào đây, đây là học sinh quang năm sinh như này, thấy không nào? À, thì như vậy là cái chỗ này là cái chỗ để chèn, chèn vào, chèn vào. Thì cái thứ tự của nó đây là thứ tự đầu, thứ tự hai đây, và cái thằng này là chính là cái thứ tự đầu của thứ tự hai đây nhé. Thì cái này nó hay ở chỗ này, này hay ở chỗ như chúng ta có thể chèn vào và các thông tin có thể là trùng nhau, ví dụ nhé, ví dụ trùng nhau, lấy ví dụ như này. Đây nhé, S thì bằng 3. Bạn Hà quen với, quen với bạn bạn rất thích rất thích. Như vậy chúng ta có 1 2 3 4 bốn nhân vật đúng không nào, bốn nhân vật, à không, xin lỗi. Vì thế này thì nếu biết thầy đây đây sẽ là, nhưng mà đây là không này, đây là một này, đây là hai này, ba, nhưng mà tôi muốn là phép trùng lại. Bạn Hà rất thích bạn Vinh, bạn 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 Hà quen với bạn Vinh, bạn Vinh lại thích bạn Hà. Đấy thì làm như nào, chỉ có hai người thôi mà lại có bốn cái tên thì làm như sau. Đây làm như sau, S thì bằng cái biết là bạn xem cái ý nghĩa của này rất hay nhé. Đây từ tôi sẽ bạn Hà, tôi ký hiệu ông này là không, bạn Hà quen với bạn Vinh, bạn thôi, bạn người 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 thứ hai, người thứ ba đấy, bạn không một đấy, bạn Bình rất thích Hà không. Như vậy là ở trong đám này là có ba người, cho nó có bốn cái trường nhưng chỉ có ba người thôi. Đấy, được chưa? Thế bây giờ tôi biết là S gì này, S format, người đầu tiên là Hà đúng không, người thứ hai là Bình và người thứ ba là Vinh. Như vậy là chỉ có ba người thôi, nhưng mà trong máy tính của chúng ta là có bốn, là có bốn bốn cái ô. Bạn Hà không nên bạn Bình, bạn Vinh rất thích Hà, thấy không nào? Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta không đánh số như này thì mình đi hiểu từ đầu đến cuối thôi, thì không có đánh số như này thì mặc định là ở cái S thì có bao nhiêu cái phim này, thì ở trong format là có bấy nhiêu cái phim đó, có bấy nhiêu cái tham số, đó là mặc định, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi đây, thế thì mình sẽ mô tả thêm nhé. Đây, tôi mô tả thêm. Bây giờ tôi đặt tên này. Tên này. Điểm. 9.5. Ví dụ như thế nhé. À. Bây giờ tôi muốn là cái tên người, tôi muốn là căn sang bên trái, đồng căn bên phải, một cách nào đó, làm như này. S thì bằng học sinh. Đấy. Thế bây giờ như này nhé. Bây giờ đây là tôi muốn là đây học sinh này. Đấy. Tên học sinh. Được chưa? 2. Đây chính là tên đây. Điểm số. Điểm số đây.
đúng không nào? Nhưng mà tôi muốn là tôi muốn thêm công tác là căng thẳng hàng thì như sau. Bây giờ đây tôi muốn là để như này thì nó chỉ là đưa nó đưa rượu đây, tôi muốn căn thì tôi muốn gọi là gì, tạo khuôn cho nó. Tôi phần viết viết hai chấm thì ở trong cái ô này thì cái phần trước hai chấm là cái phần chỉ số của hai chấm là phần định dạng, phần định dạng được chưa. Thì mà muốn căn trái thì ta để như thế này, và muốn muốn căn phải thì như thế này, muốn căn giữa thì như thế này, muốn muốn căn hai hai bên thì như thế này. Đấy, đây là một căn nhé, thì căn căn trái căn vào giữa đi, căn vào giữa để như này. Sau đó tôi muốn là cái tên này phải nằm trong một cái khoảng rất dài là 25 ký tự. Còn đây điểm số này, điểm số tôi muốn là đây hai chấm, sau là căn phải gồm có là bốn chữ số và một chữ số sau dấu phẩy, thêm một F vào đây. Đó là cái mà ta mô tả kiểm tra cái dữ liệu nhá. Tôi kiểm tra cái đúng không? Tôi một chút kiểm tra xem trong căn phải này. Từng chút. Thậm chí không cần chữ F là máy vẫn hiểu nhé. Rồi sau đó tôi mới chấm này, format này, hai nhân vật là tên này, ở bên này là điểm cho đúng hay sai nhé. Format này tôi print print s này, theo sinh nhé, Bùi Việt Hà này, căn vào giữa cái chỗ này là 25 cái tự điểm số đây, ổn cho nên nó bị lỗi này. Tôi về muốn cho nó không bị lỗi này thì làm thế nào nhỉ? À tôi phải bắt tôi phải dùng cái từ F, đúng rồi, F nó không bị nữa nhé, tôi cứ copy lại. Còn để này thì vẫn được nhưng mà nó bị lỗi vì nó tổng thể, tôi biết lại lại chỗ này, và chỗ này sẽ để cái chữ F là dấu phẩy động bình thường. Để chính xác hơn nhé. Đấy, vì print yes. Đấy, điểm số 9,5 và nó và đặt trong cái độ dài, độ dưới, tổng tổng độ dài là bốn, là bốn bốn ký tự, trong đó là một ký tự một một số sau dấu phẩy. Bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà cái lệnh format thì nó là như vậy, các bạn chú ý nhé. Thì đó là cái chúng ta từ đây chúng ta có thể làm rất rất nhiều việc. Chúng ta có thể đưa đưa hẳn vào một cái lập trình để in ra một sách học sinh ở trong lớp chẳng hạn nhé. Rồi thì đó là cái đây. Bây giờ tôi sang cái phần cái thứ hai, cái lệnh thứ hai. Đây là cái, tôi sang cái thứ hai. Cái thứ hai ở đây, đây là một nhé, đây là một này. Cái thứ hai là cái lệnh format chuẩn. Format chuẩn. Lệnh này đơn giản hơn lệnh này chỉ gì? Lệnh này là tạo khuôn cho dữ liệu ở trong lệnh format này thôi, và là phân cho một giá trị ở trong này nó này thôi. Thì lệnh này có tạo khuôn cho đẩy ra dữ liệu là sâu, và là tạo khuôn cho một cái kiểu dữ liệu nào đó ở trong đó. Thì cú pháp là như sau nhé, cú pháp của nó là format, và đây là biến nhé, và đây là cái value mà chúng ta muốn. Nó có thể là sâu, có thể là số, sau dấu phẩy, sau cái nó sau tiếp theo là cái chỉ lệnh, mà đã có ở phía trên đấy. Chỉ lệnh là ở trong cái này này, chúng ta nhớ là ở trong cái phần này nhé, trong cái phần này này dấu hai chấm, thì đằng sau cái phần này này, thì đằng sau phần hai chấm nó chính là chỉ lệnh, là chỉ lệnh nhé. Đã, thì nó là cái đây lấy ví dụ nhé, có rất nhiều chỉ lệnh khác nhau. Đây tôi lấy ví dụ chúng ta muốn tạo khuôn format cái số là gì,
ta muốn tạo khuôn cái chữ Hà Nội. Hà Nội nhé. Tạo khuôn cho nó là gì? Tạo khuôn cho nó là căn phải. Căn phải 20 ký tự. Thì nó sẽ đầu ra của nó là chính chữ Hà Nội nhưng mà nó căn phải 20 ký tự. Đó. Bây giờ tôi muốn tạo khuôn tạo khuôn cái số là nó bấm bút như này nhưng mà tạo khuôn cho nó là gì? Tạo khuôn là ví dụ trong cái kiểu nó B là tạo khuôn cho nó là chuyển sang sâu sâu nhị phân thì nó sẽ là như thế này. Được chưa? Thì có rất nhiều ta sẽ phải xem nhiều cái đây format cái số là 12 chấm rất dài như này nhưng mà tôi sẽ tạo khuôn cho nó thì tạo khuôn cho nó là căn phải 15 ký tự và hai số song song dấu phẩy thôi để như này nó sẽ ra làm số ký tự à, tôi phải để thêm là f phần nhé f theo sẽ ra là chính xác đây được rồi. Lại cái này nhé format này một mét 12 chấm rất là dài nhé. Rồi đây là căn trái đi 5.2f đây 2.7 sẽ bỏ đi cứ từ sau rồi đây, đây là cái lệnh format này là lệnh format chuẩn được chưa rồi thì đó là kiểu thứ hai nhé. Biến sang kiểu thứ ba. Thứ ba thì là dùng F string. Thứ ba là như thế này. Thứ ba là như sau. Thứ ba là như này, cái thứ ba là ta không cái kiểu kiểu thứ ba là nó rất đơn giản thì sao chúng ta hai kiểu trên vẫn phải dùng lệnh format. Kiểu thứ ba là không cần format nữa cho nó nhanh. Kiểu thứ ba nhé. Kiểu thứ ba là kiểu ta dùng là f string là tạo khuôn nhanh. Tạo khuôn nhanh không cần lệnh format. Không cần lệnh format. Được chưa? Đấy. Thì là như thế nào? Thì chúng ta là như sau. Mà chúng ta đáng lẽ chúng ta chỉ gõ một số ký tự thôi. Chúng ta gõ ví dụ như là học sinh. Đúng không? Sau đó chúng ta đây. Thì chúng ta gõ phần trước là phần tên. Sau 2 chấm là chỉ lệnh. Vâng, bạn ta đóng nháy. Ta đưa ngay cái tham biến vào đằng trước cái dấu hai chấm này. Vào đằng trước để chữ F rồi. Đấy. Như vậy là nó biến thành cái con nó là F string. Thay cái F là thay cho cái từ format là để tạo khuôn nhanh. Cái này làm cái gọi là cái kỳ dị nữa cái viết nhanh của thằng này. Để tôi lấy ví dụ. Nhé. Thì có tên này. Tên là trên máy tính này nhé tên rồi điểm 8.67 được chưa rồi tôi viết s thì tôi muốn là đây lại đây thì bây giờ tôi viết là như này tôi viết là học sinh đúng không nào tôi viết tên đấy tên này hai chấm này tên này tôi phải viết thành tên như hai chấm này căn giữa này 20 này đúng không điểm số này bỏ chữ điểm vào đây
phòng 2 chấm. Đấy. Căn phải chiều dài là 8.1 F. Đóng nháy như này. À, đây. Đóng cái này chứ. À, nhưng mà đây chúng ta sẽ phải thêm đằng trước cái chữ F. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ là nó làm khuôn nhanh. Đáng lẽ chúng ta phải đưa tên và điểm tham gia ở bên ngoài chứng là phòng mét chấm. Thì chúng ta không cần chúng ta để như này thôi là bạn hiểu. Để S gì đây. S gì ta là cái này. Là chúng ta làm nhanh hơn. Chúng ta đáng lẽ ở trên này chúng ta phải đưa phòng mét ra ngoài này. Phòng mét này, điểm này. Chúng ta cho tách ra đây. Đây. Để cái cũ nhá. Chúng ta chấm không gì cả. Chúng ta chấm đây là phần này nhé. Là chính là cái bên này. Thì chúng ta đưa luôn vào đây. Đưa luôn vào mà đưa chữ F ra trước đây. Thì cái này nó gọi là dùng F string. Dùng cái công cụ F string. Thì như vậy nó có ba cái thực lực tôi không nói và sau không nói thì chúng ta chắc đến ba cái rất quan trọng, ba cái cách mà chúng ta tạo khuôn cho sự quy tự. Đây, hồi như hôm nay đây là xong cái phần string, là cái phần hơi phức tạp hay lắm nhé. Đã còn có như còn ba buổi thôi, thì hôm sau tôi nói sang cái lớp tạo lớp và các cái công cụ khác nữa của bài thân cũng nâng cao hơn nữa nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Chào thầy ạ.